What's up? Chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của Boss Gear. Thì trước đây mình đã có làm một cái video về giới thiệu về cái con game CX1 này. Con này thì trước đây mình đã làm cái video về kết nối với lại cái hệ điều hành iOS. Thì do cháy hàng nên mình chưa có kịp làm kết nối với lại hệ điều hành Android. Thì hôm nay mình sẽ cùng hướng dẫn cho các bạn kết nối với hệ điều hành Android nhé. Thì cái hệ điều hành Android nó sẽ có một khác biệt rất lớn với lại hệ điều hành iOS. Vậy bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết luôn. Ok, let's go. Rồi, đầu tiên thì chúng ta phải cần có một chiếc điện thoại Android. Đây mình đang có chiếc HTC 10 Evo. Rồi, thì mình đầu tiên chúng ta vẫn phải vào cái gameser.hk, cái trang chủ của thằng gameser nhé. Gameser.hk, ok. Rồi, sau khi vào trong gameser.hk thì chúng ta kéo xuống, kể cả trên máy vi tính thì chúng ta vẫn kéo xuống như vậy nhé. Đó, sẽ có một loạt. Thì tại đây chúng ta sẽ thấy có hai cái, một là Happy Chick và một là Gameser World. Thì dành cho iOS chúng ta sẽ tải Happy Chick, nhưng riêng về Android thì chúng ta sẽ tải Gameser World. Ok, nhấp vào đây. Rồi, chúng ta kéo xuống thì chúng ta sẽ có cái là Download for Android. Nhấp vào. Thì điều đầu tiên mà các bạn muốn tải trên hệ điều hành Android thì chúng ta phải có là mở USB Debugging. Đó, rồi mở tất cả các cái chẳng hạn như là cho phép tải từ các cái nguồn không xác định. Thì nếu như mà các bạn vẫn chưa biết mở USB Debugging thì các bạn sẽ gõ từ khóa đó là cái đời máy của mình cộng với cái từ khóa là cách mở USB Debugging thì nó sẽ ra các cái hướng dẫn. Và còn một cái lưu ý nữa là mình phải mở được cả cái tải từ các cái nguồn không xác định ở trên điện thoại thì nó mới cho phép tải cái ứng dụng này về. Nếu như mà các bạn không tải được ở trên Google, tức là không có tải được trên Google Chrome thì chúng ta vẫn có thể sử dụng đó là cái các cái trình duyệt khác, ví dụ như Safari hay là Opera Mini vân vân, thì nó sẽ cho phép tải về. Rồi sau khi tải thì chúng ta sẽ thấy có cái ứng dụng Gameser World ở đây. Đó, nó màu vàng như thế này, màu vàng hơn cái tay cầm màu vàng đó. Đó. Thì cái ứng dụng này cũng tương tự như là iOS, nhưng mà đặc biệt một cái là nó sẽ không có phải tải các cái ứng dụng app ở trên Gameser về, mà đây chỉ là đơn thuần một cái ứng dụng để cho mình kết nối giữa cái dock này và cái điện thoại thôi. Sau khi mình tải cái ứng dụng về rồi á, thì mình nhấp vào Gameser Script. Ở đây chúng ta sẽ thấy có hai cái dòng, nếu như mà còn một cái dòng ở phía trên này nữa, nó có một dòng ở phía trên này nữa, thì chúng ta sẽ nhấp vào cái dòng ở phía trên đó rồi làm mở tất cả các cái bắt buộc yêu cầu của nó lên, thì các cái quyền cấp phép cho cái ứng dụng này thì nó mới sử dụng được. Rồi thì đầu tiên chúng ta sẽ giải quyết cái dòng màu đỏ này trước, cũng giống như là cái các cái con sử dụng Delus F2 hay là những cái con như là thằng Android thì nó cũng phải đều cắm cáp từ trong cái dock này vào trong cái điện thoại. Thì các bạn lưu ý là nó chỉ cần cắm cáp lần đầu tiên thôi chứ không cần phải cắm cáp lần thứ hai, để nó chỉ cần mở cái dòng màu đỏ này lên là được. Chúng ta bật cái dock lên, cắm cáp vào. Sau khi cắm cáp vào thì các bạn sẽ thấy có một cái bảng hiện lên như thế này. Đó. Lưu ý là các bạn phải mở USB Debugging rồi nhé, thì nó mới hiện lên cái bảng như này. Thì mình nhấp vào Always, nhấp OK. Đó. Rồi ấn chữ Z tiếp. Thì sau khi OK rồi nó sẽ chuyển sang cái này là Remapping On, tức là màu xanh rồi, là mình đã sử dụng được. Còn cái phần Gamepad Not Connect này chúng ta sẽ giải quyết xong. Rồi, ok, sau khi mà mình đã remapping on xong thì mình rút cái dây cáp ra khỏi cái dock. Đó, bỏ dây cáp sang một bên. Rồi, và chúng ta sẽ bật Bluetooth của máy lên. Lưu ý là khi các bạn bật Bluetooth của máy lên á, thì các bạn không được kết nối với lại cái dock Gameser X1 này nhá. Cái đây là cái lưu ý là không được kết nối. Đó, các bạn sẽ tìm kiếm. Khi mà nhìn thấy chữ Gameser X1 đã hiện ở trên màn hình rồi thì các bạn không được kết nối vào nhé. Nếu như các bạn đã kết nối rồi thì các bạn phải bắt buộc phải vào trong quên đi để cho nó không có tự động kết nối lại. Đó. Rồi sau khi mở Bluetooth lên rồi thì chúng ta vào lại trong phần Gameser. Rồi chúng ta sẽ add game, add bất kỳ game nào mà mình đã từng tải ở trên App Store về. Đó, bất kỳ game nào nhé. Thì bây giờ mình đã add sẵn một cái hai cái game, đó là Rule of Survival và PUBG ở đây. Sau khi mình add xong rồi thì mình sẽ vào game và đợi.
Cái này là book thằng Rule of Survival đang update, thì mình cứ để nó update lên. Đó, đây là sau khi mình đã update xong thì cái thằng Android này nó có một cái lợi thế, đó là chúng ta có thể tải từ bất kỳ cái ứng dụng nào, từ App Store, xin lỗi là từ SAP Play hay là từ bất kỳ nguồn nào ở bên ngoài cũng được. Thì cái game đó mình tải về, miễn sao nó nằm ở trong máy là mình có thể ép vào trong mình ép vào trong cái Android, mình xin lỗi là mình ép vào trong cái game server này thì nó sẽ sử dụng được luôn, chứ không cần thiết là phải tải từ trên cái kho ứng dụng của thằng game server nhé. Rồi sau khi chúng ta đã vào trực tiếp trong game rồi nhé, thì lúc này chúng ta sẽ thoát ra vào trong phần mềm game server, rồi sau đó nhấp vào chỗ phần tab to connect ở đây, game server, nhấp vào đây thì nó sẽ tìm kiếm cái tay cầm và tự động kết nối, thì chúng ta chỉ ấn vào chỗ kết nối rồi sau đó chúng ta lại nhấp vào game như bình thường. Thì lúc này thì trên màn hình chúng ta sẽ hiện lên tất cả các cái nút bấm trên bàn phím. Rồi chúng ta sẽ vào trong chơi game. Ok, sau khi xong cái phần này rồi thì chúng ta sẽ gắn con chuột không dây vào. Ở đây chúng mình đã có chuẩn bị sẵn một con chuột không dây như này. Đó. Và đồng thời chúng ta sẽ gắn bàn phím vào luôn. Thì ở đây mình đã có một con bàn phím một tay, bàn phím cơ Blue Switch luôn. Đó, gắn bàn phím vào cái lỗ thứ hai. Nó có hai cái lỗ ở trên đốc á. Đó, phím nó đã nhận rồi đây. Đó, bàn phím cơ LED rất đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra thử. Mình zoom lại cho nó gần. Đó, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra nếu như mà mình ấn chuột giữa, tức là ấn vào cái con lăn chuột này mà ở trên màn hình nó có cái con chỏ chuột màu vàng chạy chạy như này, thì là chuột đã kết nối thành công. Đó, ok, mình có thể điều khiển chuột ở trên màn hình luôn. Đó, rất là đơn giản. Còn nếu mà các bạn muốn chuyển lại sang cái chế độ mà để bắn súng thì chúng ta lại nhấp tiếp vào chuột giữa giống như trên iOS. Đó, nó sẽ quay lại như thế này, rất là đơn giản luôn. Rồi, vậy chúng ta muốn map phím hay là map nút thì nó sẽ như thế nào? Bây giờ mình sẽ vào game, rồi sau đó mình sẽ cùng hướng dẫn cho các bạn cách map phím và map nút chi tiết hơn. Rồi, ok, mình đã vào trong trò chơi. Thì nếu như mà các bạn muốn map phím thì các bạn nhấp vào dòng cái đây, cái biểu tượng của game server, rồi mình chọn setting. Đó, nó sẽ ra các cái bảng, các cái phím ở trên đây. Đó, thì nếu như mà mình muốn thu nhỏ cái AWS này á, thì mình nhấp đôi vào. Đó, thì nó sẽ hiện thêm một cái bảng để tùy chỉnh cái nút đó. Ví dụ như là mình muốn kích thước của nó nhỏ xuống, mình kéo cái thanh này. Đó, tốc độ delay của nó cao lên một chút. Đó, ok. Đấy, thì rất là đơn giản thôi. Các cái phím khác thì cũng tương tự như vậy. Nút Q, nút E này là để nghiêng người, nhưng mà chắc game này không có. Còn cái nút hồng tâm này vẫn là cái nút điều khiển chuột. Đó, mình nhấp đôi vào. Ở trong cái điều khiển chuột này chúng ta sẽ có thể điều khiển được cái độ lớn này, cũng như là cái độ nhạy của chuột. Độ nhạy của chuột sẽ là mau sensitive nhé, sensitive. Thì cái sensor sensi của cái con chuột này thường thì mình để khoảng tầm 30 mấy thôi. Để cao hơn thì nó sẽ rất là nhanh, rất là nhạy, mình di chuột nó nhanh lắm, khó chịu lắm. Các cái nút khác thì cũng tương tự như vậy luôn. Đó, mình sẽ có F, G, rồi các nút cắt. Còn nếu như mình muốn lấy thêm một nút khác vào thì như thế nào? Chúng ta sẽ nhấp vào cái dấu hỏi này, kéo ra, chúng ta kéo ra một vị trí khác. Rồi chúng ta sẽ bấm một nút bất kỳ, tức là nút mình muốn gọi ra. Ví dụ như là mình đang muốn bấm nút cho thêm nút G từ bàn phím, thì mình nhấp nút chữ G. Thì nó sẽ lập tức chuyển từ cái dấu chấm hỏi thành chữ G. Rồi sau đó mình kéo vào ở vị trí mà mình muốn thêm. Rất là đơn giản đúng không? Đó, sau khi ok rồi thì mình sẽ nhấp tắt đi. Nếu như các bạn đã quen được cái vị trí các nút rồi thì mình có thể nhấp vào lại cái biểu tượng này và nhấp vào trong con mắt để mà ẩn các cái biểu tượng này trên màn hình cho đỡ vướng. Rồi nếu mà các bạn chưa nhớ hết vị trí thì các bạn ấn cho nó hiện lại, rất là đơn giản luôn. Đây mình sẽ thử một loạt cho các bạn coi. Sau khi mà mình đã đáp nhảy dù xuống rồi á, thì mình sẽ có thể điều khiển được rất là đơn giản như này. Quay qua quay lại. Nút F sẽ là lượng đồ. Mình sẽ có thể di chuyển được vừa nhảy vừa bắn. Nút R làm open, đây, nút R là mở cửa, đó. Cắt là nhảy. Chuột trái, chuột phải thì đều mình có thể điều khiển được hết, rất là dễ dàng. Đó, khi mà mình để tốc độ chuột nhanh thì di nó rất là nhanh. Chính vì vậy mình khuyến cáo là nên sử dụng cái chuột mà cỡ tầm
30 trở xuống thôi thì nó sẽ đỡ hơn. Tương tự như vậy thì chúng ta vẫn có thể ngắm ngắm bắn bằng chuột phải. Tương tự như vậy thì chúng ta có thể tự tùy chỉnh được các cái nút cũng như các cái điều chỉnh tùy riêng cho mình cho từng game. Thì đối với Android thì nó sẽ đơn giản là chỉ cần mình ép cái game này vào trong cái phần mềm là được. Và các bạn nhớ lưu ý là phải làm USB plugin trước, rồi không được kết nối Bluetooth ngay lập tức mà phải đợi vào game rồi kết nối nhé. Đấy là những cái bước cơ bản. Và có một cái nữa thì Gamer nó đang bị lỗi là lúc nhảy dù á, thì khi mình xoay chuột thì nó sẽ không có bay theo hướng mà nó sẽ có hiện một cái di chuyển ở trên này. Thì cái đấy thì mình phải đợi thằng Gamer này nó update thôi, không còn cách nào khác để nó sửa lỗi phần mềm đối với cái game Rule of Survival này. Còn những cái game như PUBG thì nó vẫn bình thường, rất là dễ dàng. Ok, thì đây là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn về cái kết nối với lại hệ thống Gamer X1 này, cái dock Gamer X1 này với hệ thống của thằng hệ điều hành Android. Đó. Nếu các bạn thấy có thắc mắc gì thì cứ inbox. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.